Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các cái phần của Unit 12. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Speaking, phần lượng nói rồi các bạn. Phần lượng nói của chúng ta bắt đầu với bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta đề nghị mình làm việc theo những cặp và diễn đạt cái quan điểm của mình. Quan điểm của mình này, quan điểm của bạn này. Đó, về cái điều gì? Về những cái ý tưởng ở phía dưới đây. Phía dưới đây, bốn ý tưởng này. Và sử dụng những cái từ hoặc những cái sự diễn đạt mà người ta cho mình ở trong hộp này nè. Đây, những cái từ, những cái cách diễn đạt này rất là hay, mà nó rất cần thiết cho quá trình luyện nói tiếng Anh của chúng ta. Và các bạn sẽ gặp rất nhiều trong quá trình các bạn thi nói. Và đây cũng là những từ mà mình mong các bạn hãy nhớ nhiều, nhớ lâu, dùng nhiều, các bạn sẽ quen. Ví dụ mình muốn nói tôi nghĩ rằng, tôi cảm giác rằng, tôi tin rằng, vân vân. Chỗ này nếu cần thêm từ that đó. I think that, I feel that, I believe that. Tôi tin rằng, tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng, tôi cho rằng, tôi cảm giác rằng. Hoặc các bạn nếu không thích dùng cái này, các bạn cũng có thể dùng In my opinion là trong quan điểm của tôi là cái gì đó các bạn viết ra. Cũng có thể các bạn dùng for me, hoặc là các bạn cũng có thể dùng là in my point of view, trong cách nhìn của tôi. Các bạn hình dung được chưa? Như vậy là chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta diễn đạt cái suy nghĩ, cái quan điểm của chúng ta. Và bên cạnh này là cái chúng ta có đồng ý hay không. À, tôi không đồng ý, I don't agree. Còn nếu đồng ý là I agree. Còn tôi, nó không đúng sự thật, it's not true. Và nó sai rồi, that's wrong, vân vân. Như vậy là đây là những cái cách diễn đạt rất là hay mà chúng ta cố gắng học thuộc để chúng ta nhớ, chúng ta dùng. Và bốn cái ý tưởng, bốn cái điều mà chúng ta sẽ cần nói ra ở đây, nêu quan điểm của mình đó các bạn. Điều thứ nhất, ở Việt Nam 3 hoặc 4 thế hệ có thể sống với một mái nhà, dưới một mái nhà. Điều thứ hai, một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên được đặt trên cơ sở của tình yêu. Điều thứ ba, trong vài quốc gia châu Á các bạn, tình yêu được cho rằng là đi sau hôn nhân chứ không phải trước hôn nhân. Và cuối cùng, trong một vài quốc gia, một người đàn ông và một người phụ nữ có thể nắm tay nhau và hôn nhau ở đám đông, ở ngoài đường công cộng. Đây là bốn điều chúng ta cần phải thảo luận. Và đương nhiên trong phần luyện nói thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nói chuẩn tất cả. Ok. In Vietnam, 3 or even 4 generations may live in a home. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, a happy marriage should be based on love. Điều thứ ba, in some Asian countries, love is supposed to follow marriage, not precede it. Đọc nó vào nhau luôn. Và cuối cùng, in some countries, a man and a woman may hold hands and kiss each other in public. Đó, bốn cái điều mà mình vừa nói nghĩa tiếng Việt và nói chuẩn tiếng Anh cho các bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những cái điều này, để những cái cụm từ này để chúng ta diễn đạt ý tưởng của chúng ta. Và đây là cái ví dụ của người ta. Người ta ví dụ cho mình về cái thứ nhất này. Ở Việt Nam, 3 hoặc 4 thế hệ có thể sống với một cái nhà. Người ta đưa ra một cái cách nói mà mang tính ví dụ cho chúng ta này, mẫu cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nói ba cái còn lại cũng được. Đây, cái đầu tiên, cái bạn thứ nhất bằng diễn đạt này. I think it is a good idea to have 3 or 4 generations living under one roof. They can help each other a lot. Tôi nghĩ nó là một ý tưởng tốt để có một, sẽ là một ý tưởng tốt để có 3 hoặc 4 thế hệ sống dưới một mái nhà. Họ có thể giúp nhau rất nhiều. Thì đấy là quan điểm của một người. Đó, cái cách chúng ta trình bày quan điểm của chúng ta, đúng không nào? Và chúng ta nêu lý do ra. Đó, rồi. Cái thứ hai, một quan điểm thứ hai. That's not true.
In some countries, many old aged parents like to live in a nursing home. They want to lead independent lives. Lives, đây số nhiều của life. Đó, số rồi các bạn. Life. Đó, số nhiều của từ này là đây. Lives. Đó, các bạn nhớ nha. À, các bạn thứ hai nói sao? Sẽ là không đúng. Một vài quốc gia nhiều người già, nhiều bố mẹ già thích sống ở trong một cái viện dưỡng lão. Họ muốn có một cuộc sống độc lập chứ không phụ thuộc con cháu. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là rõ ràng là cũng một cái vấn đề mà hai suy nghĩ khác nhau. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, đó là chúng ta thấy là người ta đã làm mẫu, người ta đã ví dụ mẫu cho chúng ta của cái quan điểm của cái ý tưởng thứ nhất này ở Việt Nam này, 3-4 này, 3-4 có thể sống với nhau, thì người ta còn ví dụ thôi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ba cái còn lại thế xem nào. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên được đặt trên cơ sở tình yêu. À, vậy thì chúng ta diễn đạt điều này như thế nào? Bây giờ mình mời các bạn, mình cũng đã có sự chuẩn bị cho các bạn. Đây, mình chuẩn bị cho các bạn một những cái bài rất là hay, những cái bài nói rất là hay mà mình theo, mình mong các bạn nói tốt, à, các bạn hiểu của các bạn nói tốt. Rồi, trường hợp thứ nhất, bạn A cho rằng thế nào? Bạn A cho rằng thế này: Is no doubt about that a happy marriage should be, các bạn nha, be chứ phải he nha, mình đánh lộn chữ này, be này, be bỏ này, be này, be này, bị động đó. Should be based on love, đọc nốt on vào nhau luôn. However, I partly agree with that idea because only love is not enough. Đó, cái bạn A nói là sao? Không còn nghi ngờ gì nữa về một cuộc sống, không còn nghi ngờ gì về cái điều là một cuộc sống, một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên được đặt trên tình yêu. Tuy nhiên, tôi chỉ đồng ý phần nào thôi. Tôi chỉ đồng ý phần nào thôi. Tôi chỉ đồng ý về cái ý tưởng đó phần nào thôi. Bởi vì nếu chỉ có mỗi tình yêu không thì chưa đủ. Đó, mình nói rất là chặt chẽ đúng không nào? Enough doubt. Đó. Thế thì cái bạn B khi nghe bạn A nói vậy thì bạn B nói là sao? Why do you think so? Tại sao bạn nghĩ như vậy? À, bây giờ bạn A sẽ đưa ra nhiều lý do. Here are some reasons. Sau đây là một lý do mình đưa cho bạn đây. Rồi, mình chỉ nói tiếng Anh trước rồi mình hướng dẫn các bạn hiểu nghĩa tiếng Việt. Thứ nhất, there is no denial, các bạn đưa này, denial that love makes people happy in life and helps them overcome difficulties and build a warm family. Moreover, nhớ nè, moreover, homes finance also affects the family happiness. For example, your children cannot study at school without money. Đó, tất cả những chữ mà mình phiên âm quốc tế cho các bạn là những chữ hơi khó phát âm. Và các bạn thấy hết rồi đó, mình đã phát âm ra cho các bạn rồi. Đó, như vậy là cái nghĩa các bạn A giải thích này. Là không có thể phủ nhận rằng, không thể phủ nhận này, đó, không có một sự phủ nhận rằng tình yêu làm cho con người hạnh phúc trong cuộc sống và giúp họ vượt qua nhiều khó khăn và xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Hơn nữa, này, hơn nữa các bạn này, tài chính gia đình cũng tác động đến hạnh phúc của gia đình. Ví dụ, con cái của bạn không thể đi học tại trường mà không có tiền. Thế như vậy là rõ ràng mà nếu chỉ có một tình yêu không thì chưa đủ mà cần có những yếu tố khác. Và trong đó tài chính là điều rất là quan trọng. Đó, các bạn thấy chưa? Cái cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta diễn đạt vấn đề. Ok, những chữ khó thì các bạn nhớ nha. Rồi, bây giờ đến cái vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba là quan điểm về... Đây, vấn đề thứ ba của chúng ta đây các bạn đây. Người ta đề, người ta cho mình thế nào nè? Ý tưởng là một ngoài quốc gia châu Á. Sao các bạn ở ngoài quốc gia tình yêu được cho rằng là đi sâu hôn nhân chứ tình yêu á là đi sâu hôn nhân chứ không trước đến trước hôn nhân được. À, vậy thì chúng ta lập luận điều này thế nào các bạn? Đây, cái vấn đề thứ ba mình cũng đã lập luận cho các bạn rất là chặt chẽ đây này. Này, tôi không tin rằng
Tôi không tin rằng mình nói tiếng Anh trước. I don't believe that love can be supposed to follow the marriage because we only love things or people when we know and understand them well. And we also marry someone when we love her or him. The more we know, the more we love. À, bạn A nói là sao? Tôi không tin rằng tình yêu có thể được đi sâu. Cảm ơn, tôi không tin rằng tình yêu được cho là đi sâu hôn nhân. Bởi vì chúng ta chỉ có thể yêu nhiều thứ hay là nhiều người khi chúng ta biết và hiểu về chúng, về chúng rất tốt. Chúng ta hiểu về nhiều điều đó thì chúng ta mới yêu được. Và chúng ta cũng kết hôn với một ai đó khi chúng ta yêu cô ta hoặc anh ta. Chúng ta tự nhiên mà chúng ta yêu được. Chúng ta tự nhiên mà chúng ta kết hôn được. Càng biết nhiều thì càng yêu nhiều. Đó, chúng ta càng biết nhiều thì the more we know, the more we love. Đó, chúng ta càng hiểu nhiều, chúng ta càng biết nhiều thì chúng ta càng yêu nhiều. Nếu chúng ta không hiểu gì nhau về nhau sao yêu được? Đúng nào? Sao cưới được? Đó, đó là quan điểm của mình. Thì cái bạn B nói là sao? That's my thought too. Đó cũng là suy nghĩ của mình. Hoặc là bạn B có thể nói là I agree with that. Đó, tôi đồng ý với điều đó. Đó, các bạn thấy chưa? Hoặc là ai gì các bạn? Có thể mình thêm một cái trạng từ rất hay. Definitely hay là absolutely vân vân. I absolutely agree with that. Tôi hoàn toàn đồng ý, tôi tuyệt đối đồng ý vân vân. Tùy các bạn, tùy mọi người. Mình dùng, mình nói sao cho hay. Và cái chữ này các bạn nhớ phát âm. Thought. Nhớ đưa cái đầu lưỡi ra giữa khe hàm răng. Đó, các bạn nghe chưa? Thought. Ok. Đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề cuối cùng. Trong một vài quốc gia, một người đàn ông, một người phụ nữ có thể nắm tay nhau và hôn nhau ở nơi công cộng. Ồ, rất dễ đúng không nào? Vậy thì mình lập luận chỗ này thế nào các bạn? Bạn A nói thế nào? Bạn nói là, well, in some Western cultures, mình nói tiếng Anh thế. I think it's okay. Well, in some Western cultures, I think it's okay. Holding one's hands is a good way to express one's feelings or love. À, bạn A nói sao? Trong một vài nền văn hóa Tây phương, Western cultures là nền văn hóa Tây phương. Trong một vài nền văn hóa Tây phương, tôi nghĩ là cái việc nắm tay và hôn nhau giữa công cộng, ok, điều đó là ok. I think it's okay. Hôn nắm tay một ai đó là một cách tốt nhất để diễn đạt cái cảm xúc của mình và tình yêu của mình. Ok, của một ai đó. Ok. Bạn B trả lời sao? I agree with you. Tôi đồng ý với bạn. How about kissing each other in public? Còn cái việc hôn kissing each other in public, cái việc hôn một người ở nơi công cộng thì sao nào? À, bạn A trả lời. It depends on different cultures. Cái điều này thì phụ thuộc vào nhiều nền văn hóa khác nhau. In Western cultures, trong nền văn hóa Tây phương, that's okay. Ok, điều đó ok, không vấn đề gì hết. Nhưng, but in Vietnam, ở Việt Nam thì sao? That's not popular. Điều đó thì không phổ biến lắm. Ở Việt Nam thì điều đó không phổ biến các bạn ạ. Đó. Như vậy là mình cũng đã hướng dẫn các bạn cái phần luyện nói của bài tập số 1 này rất là hay. Bài tập số 1 là cách người ta muốn mình trình bày những ý tưởng của mình, cái cách quan điểm của mình về vấn đề nào đó, và chúng ta sẽ nói rất là chuẩn. Rồi, như vậy là một lần nữa mình hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn tiếp tục đón nhận những cái video tiếp theo. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.